Sáng ngày 21 tháng 1, đại diện Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là ITPC và tập đoàn Mitsu của Nhật Bản đã ký kết một biên bản hợp tác. Theo đó, Mitsu sẽ đóng vai trò kiếm các đối tác Nhật Bản cho những lĩnh vực đang thu hút đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ITBC và Mitsui, tập đoàn này sẽ giới thiệu và hỗ trợ thực hiện những dự án có vốn FDI của Nhật Bản vào các lĩnh vực mà thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút đầu tư như nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, dịch vụ hậu cần và thương mại điện tử. Ngược lại, phía ITBC cũng cam kết sẽ giới thiệu những dự án trọng điểm của thành phố cho Mitsui. Mitsui là một trong những tập đoàn thương mại và dự án lớn của thế giới có trụ sở chính tại Nhật Bản. Tại Việt Nam, công ty Mitsui Việt Nam đã bắt đầu hoạt động từ năm 2007 được biết tập đoàn này đang có kế hoạch mở rộng đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại các thành phố lớn trước mắt có thể là bán lẻ và bán lẻ trực tuyến tại thành phố hồ chí minh